phóng viên Minh Đăng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IPC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, 27.7 tại Houston, Texas và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada cũng như trên website ibctv.us. Chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần ngày hôm nay cùng với đài trình IBC TV mở đầu xin mời quý vị điểm lược sơ qua những bản tin đáng chú ý trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Chiếc xe bị bỏ lại tại trung tâm thương mại bên ngoài Lyon sau trận lụt. Thượng viện Kenya bỏ phiếu bãi nhiệm phó tổng thống bằng cách luận tội. Gần một nửa Cuba không có điện do thiếu nhiên liệu. Tổng thống Joe Biden nói đã đến lúc phải tiếp tục sau cái chết của thủ lĩnh Hamas. Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico phủ nhận việc tạm dừng bang giao với chính phủ Mexico. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết mở đầu trong phần tin thế giới. Xin mời quý vị đến với phần tường trình của Xuân Công Viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho hay chiếc xe bị bỏ lại tại trung tâm thương mại bên ngoài Lyon sau trận lụt. 6 tỉnh của Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì lũ lụt giữa cơn mưa lớn bất thường mà cơ quan thời tiết Pháp cho biết đã lên tới 630mm, tương đương với 24,8 inch trong 48 giờ tại một khu vực. Lũ lụt đã rút vào tối ngày thứ Năm, ngày 17 tháng 10, gần Lyon, nhưng xa lộ chính trong khu vực vẫn đóng cửa, với ít nhất một chiếc xe hơi trong một trung tâm thương mại bị bỏ lại khi mực nước đạt đỉnh. Các tỉnh ở Pháp là các khu vực hành chính tương tự như các quận của Anh hoặc Hoa Kỳ. Các khu vực nằm trong tình trạng báo động đỏ bao gồm Lyon, thành phố lớn thứ ba trong cả nước, cũng như Cannes, nơi nổi tiếng với những lễ hội phim. Các nhà chức trách cho biết họ đã đóng cửa các con đường, sơ tán các khu dân cư và yêu cầu người dân tránh tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm bằng cách chụp ảnh hay quay video. Không có báo cáo nào về trường hợp tử vong hoặc thương tích và vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại do lũ lụt gây ra. Lũ lụt ở miền nam nước Pháp xảy ra một tuần sau khi tàn dư của cơn bão Kurt tràn qua bờ Tây Âu. Vào đầu tháng 9, khu vực Trung Âu đã phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ qua. Thượng viện của Kenya bỏ phiếu bãi nhiệm phó tổng thống bằng cách luận tội. Thượng viện của Kenya đã bỏ phiếu bãi nhiệm phó tổng thống Rigathi Gachagua khỏi chức vụ bằng cách luận tội đối với 5 trong số 11 cáo buộc chống lại ông trong diễn biến ngày thứ Năm 17 tháng 10. Một hành động chưa từng có nguy cơ đẩy đất nước này vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Quay trở lại vào hồi tuần trước, Quốc hội của Kenya đã bỏ phiếu luận tội ông Gachagua, người đã giúp cho Tổng thống William Ruto giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2 năm trước đây, nhưng đã bị các đồng minh của Tổng thống chỉ trích về cáo buộc bất trung và một loạt các bình luận công khai khiêu khích. 54 trong số 67 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Gachagua với tội danh đầu tiên là vi phạm nghiêm trọng hiến pháp, vượt quá đa số 2/3 theo yêu cầu của luật, khiến ông trở thành tổng thống hoặc là phó tổng thống Kenya đầu tiên bị buộc tội phải từ chức do bị luận tội. Tuy nhiên, quá trình này khó có thể dừng lại ở đó. Ông Gachagua đã đệ trình một số đơn thỉnh cầu phản đối hành động lật đổ ông và chánh án đã chỉ định một hội đồng gồm có 3 thẩm phán để thẩm vấn họ. Ông Gachagua, người đã phủ nhận các cáo buộc, đã phải tự bào chữa trước các cáo buộc tại Thượng viện vào chiều ngày thứ Năm trước cuộc bỏ phiếu. Khi ông không xuất hiện, luật sư của ông là Paul Mute đã cho biết Phó Tổng thống đã phải nhập viện vì đau ngực dữ dội, thúc giục Thượng viện tạm dừng các thủ tục trong vài ngày. Gần một nửa Cuba không có điện do thiếu nhiên liệu. Người dân Cuba đã phải chịu đựng ngày mất điện tồi tệ nhất trong năm vào ngày thứ Năm vừa qua, khi hơn một nửa hòn đảo bị mất điện do thiếu nhiên liệu và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.
Theo phương tiện truyền thông địa phương, công ty điện lực National Electric Union do nhà nước điều hành đã thông báo công suất phát điện sẽ là 1.692 MW so với nhu cầu là 3.300 MW, khiến cho hàng triệu người không có điện. Các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm thiểu tổn thất và tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng của họ. Sự gia tăng đột biến về tình trạng mất điện diễn ra sau nhiều tháng mất điện kéo dài hàng giờ trên khắp Cuba, khi các nhà máy điện chạy bằng dầu xuống cấp đã tồn tại nhiều thập kỷ, liên tục hỏng hóc và chính phủ do Cộng sản điều hành phá sản phải gánh chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đang phải vật lộn để mua nhiên liệu trên thị trường toàn cầu. Một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, bao gồm tình trạng thiếu hụt lương thực, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng đã dẫn đến một cuộc di cư kỷ lục của người dân Cuba khỏi hòn đảo, làm trầm trọng thêm những khó khăn của nơi này. Bà von der Leyen của EU cho biết cái chết của ông Sinwar của Hamas làm suy yếu đáng kể nhóm này. Cái chết của thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwar, chắc chắn làm suy yếu đáng kể Hamas. Đó là lời của Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, bà Ursula von der Leyen trả lời các phóng viên vào ngày 17 tháng 10, khi được hỏi về các báo cáo về cái chết của thủ lĩnh Hamas. Ông Sinwar đã bị giết vào ngày thứ Năm. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz cho biết, bà von der Leyen đã nói chuyện với các phóng viên cùng với Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo EU tại Brussels. Bà đã cho biết Ukraine cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trên con đường hướng tới tư cách thành viên EU. Thủ tướng Israel xác nhận thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị quân đội Israel giết chết ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận vào hôm thứ Năm rằng thủ lĩnh cấp cao của Hamas Yahya Sinwar đã bị lực lượng Israel giết chết tại Gaza vào ngày thứ Tư. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Israel ISA cũng đã thông báo về cái chết của Sinwar vào đầu ngày thứ Năm. Trong một tuyên bố chung, IDF và ISA cho biết ông Sinwar đã bị binh lính IDF giết chết trong một chiến dịch ở phía nam dải Gaza. Hamas chưa xác nhận cái chết của Sinwar. Sinwar được bầu làm người đứng đầu cơ quan chính trị của Hamas vào ngày 6 tháng 8, thay thế cho Ismail Haniyeh, người đã bị ám sát tại Tehran, Iran vào tháng 7. Và vừa qua là những bản tin chính trong phần tin thế giới. Tiếp đến, chúng tôi xin tạm dừng trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ các bản tin của đài truyền IBC TV quay trở lại để cập nhật những phần tin Hoa Kỳ.